cho anh. Đâu con tô màu. Cái này của con. Cái này công chúa của con nè. Cái đèn chiếu hả? Cái này của con. Cái bé ba nè. Con heo của bo nè. Con gì không? Ơi, tiếng Trung Quốc. Tiếng Trung Quốc. Rồi, tháo ra đi, bắt đầu. Tháo là sao ta? Đứa nào tô đẹp có thưởng nha. Ở dưới nè con, ở dưới nè. Nè, thế nè. Em là bo. Ừ, cái cỏ con tô màu mà. Đâu có hình mẫu nè, có hình mẫu cho con xem nè, nó có hình mẫu nè. Nè, nè. Nó có hình mẫu công chúa nè, đẹp ghê chưa? Nè. Gì? Ở cái video gì ta? Chiếu chiếu đèn hình á. Không không có màu giống cái này. Thì con tô màu gì tô nhưng mà người ta cho con hình mẫu nè. Hình gì cũng được. Cái cỏ ở cho bóng thôi. Lẹ lên đi. Ai cũng có kìa. Ừ, ai cũng có một bộ á. Ê, em được chung cho mọi. Ủa, cái cỏ đâu rồi? Cái cỏ nè, bon lấy cho bon nè. Dạ. Ông già cái cỏ trong đây nè bo. Cỏ trong đây nè. Dạ. Cái bo nè. Nè, bo nè, có hình mẫu cho con nè. Coi chừng đó. Ủa này lại. Ủa cái này là không phải cái hình của con đây nè, cái hình của con đây nè. Ủa sao nó có ba hình luôn vậy? Hết ba. Ông để cho bụi tô. Bốn hình luôn. Bốn hình thôi. Đâu cái này đi. Đó, cho vào ngày mai. Đây cái gì vậy? Cái ba. Ủa sao sao ta? Tô hai hình này đi rồi mai tô hai hình khác. Nè, có chỗ tháo nè, thấy chưa? Con chưa biết tháo đâu luôn. Thì con tháo giống hôm bữa chơi tô tượng đó. Đây à. Đó. Đây bếp ba. Để lên trên đây nè, con để nó tháo quên. Bo tháo. Nè con cầm này con bật cái nắp lên. Con cầm thì con bật cái nắp lên. Bật. Đây cứng thế nhỉ? Bo mở cho bằng bon kìa. Mình phải tháo mấy cái này. Tháo cho ba màu nè. Rồi. Ba màu thôi nha bo. Tháo cái đôi giày này màu xanh mà. Nè, màu xanh nè. Cái màu xanh này nè. Màu xanh dương là màu này nè. Màu xanh lá sen này. Ở đôi biển mà. Rồi bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Ủa? 1, 2, 3. Bắt đầu. Trả đi. Màu gì trả được. Cái này màu hồng. Ôi, màu đỏ nè. Màu đỏ có gì vậy? Thôi kệ đi. Mình thích màu nào mình làm màu đó. Thì bị lem thì bị phạt thôi, tôi không biết đâu. Ôi hết màu vàng luôn. Con bôi ít ít thôi. Bôi ít thôi bằng bon. Con ghép gì nhiều vậy? Ừ đó. Hai khi chừng hai đứa thuộc, hai đứa. Hai đứa không có đứa nào được hưởng hết nè, nghi lắm nè. Trời ơi chú ơi. Ghép ít mà. Ừ con ít ít thì nó mới đẹp, nhiều quá là nó sẽ bị lem. Nhanh lên nha, cho 5 phút nữa thôi đó. Nhanh lên bo. 5 phút. Vàng luôn.
Ừ, 5 phút nữa là ừ, kết thúc rồi, cô được nhiều tô nha. Là ai tô được nhiều thì người đó thắng nha. Tô được nhanh nhất. Ừ. Cái mắt màu đẹp, màu xanh đó, màu xanh đó. Miễn không lem là đẹp rồi. Không lem ra ngoài nhiều là đẹp. Ủa màu gì vậy? Nó trộn hai ba màu vô mới ra cái màu gì luôn á. Trời đất ơi. Con trộn hai ba màu vô ra màu gì? Xấu quá. Con heo. Ừ. Sắp hết giờ nha các bạn. Các bạn ơi, sắp hết giờ nha các bạn. Trời đất ơi, quên má luôn. Trời đất ơi, trời đâu, trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất Còn 2 phút nữa nha các bạn. Để đợt sau nha nè, tại vì còn 3 màu nữa nè. Còn 3 màu nữa nè, đợt sau mình tô bức khác. Ủa bức khác? Còn 2 bức tranh ở dưới à. Để tô hết khỏi màu bức. Ừ. Ở bẩn thằng màu. Đẹp không? Sắp hết giờ nha các bạn. Ủa? À? Trời ơi. Ôi trời ơi. Cái gì đây? Trời ơi, tô tranh nước mà nó ra cái gì vậy? Trời ơi, bồn con thua rồi nè, bồn con lem nhiều quá. Bồn lem ít á, nó trộn màu tùm lum nhưng mà nó lem ít nè. Con lem cái tay. Con lem cái tay quá chừng nè, là con thua rồi. Đó nè, con tô cái mặt đẹp nè. Đó, con tô ít màu thôi, con lấy ít màu, con lấy nhiều quá nó bị lem. Ừ, con lấy vừa vừa thôi, con lấy nhiều quá nó bị lem. Còn 1 phút nữa nha. Ê, rồi tiêu rồi. Bữa nay bon thua rồi, bon sắp xong rồi. Không, bữa nay ra con thắng bây giờ. Ừ, thì con lâu phải thắng chứ, để thua hoài. Đúng rồi. Ừ. Đếm nha, đếm đến 10 là kết thúc nha. 1 2
một chi tiết chưa có tô xong. Con cũng thiếu. Con thiếu nhiều. Bon bon thiếu hơi nhiều. Bon bon thiếu cái váy nè, thiếu với, hai bên cái cánh này. Với lại lem nhiều. Lem nè. Lem nè, bạn này lem ít nè, bạn bo lem ít nè, bạn bon lem nhiều nè. Đó, kết quả đợt này là bạn bo thắng bạn bon rồi. Vậy cho bạn bo ăn cái gì? Thôi nghỉ. Cô tiếp. Bye bye. Thôi nghỉ nha. Bye bye mấy bạn. Tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại biết sau nè. Con mất thôi là mất cô biết tranh kia. Thank you.